con trai Bảnh Bao dự sự kiện cùng Thu Trang. Tuổi 11, Andy cao lớn, lịch thiệp khi cùng mẹ Thu Trang dự ra mắt bom tấn Godzilla X Kong ở thành phố Hồ Chí Minh tối ngày 27 tháng 3. Theo mẹ đến sự kiện, Andy lên đồ sành điệu. Cậu bé đã duỗi lại tóc, hay vì mái đầu xoăn xù hồi Tết. Từng cùng bố mẹ tham gia nhiều hoạt động, em thoải mái và tự tin trước ống kính máy ảnh, cười rạng rỡ khi nắm tay mẹ lên thảm đỏ. Thu Trang diện chiếc đầm tôn màu pastel, tạo điểm nhấn với phần xẻ ngực sâu, phối thêm túi xách và giày hàng hiệu. Tuổi 40, nữ diễn viên, nhà sản xuất ngày càng chăm chút cho nhan sắc và phong cách thời trang. Thu Trang cho biết kép già tiến luật bận công việc. Có kép nhí, Andy thắt tùng cô đến sự kiện. Tiến luật than thở bản thân anh đi quay mặt mũi lấm lem, trong khi vợ và con trai mặc đồ đẹp, vui vẻ xem phim. Nam diễn viên mè nheo, đòi bà xã mua đồ ăn ngon bù đắp cho thiệt thòi của anh. Thời gian gần đây, Thu Trang, Tiến luật cho ra mắt series về du lịch do vợ chồng nghệ sĩ sản xuất và tự mình trải nghiệm. Họ cũng mới khởi động dự án phim Tết 2025 mang tên Chuyến xe như ý, đang tiến hành tuyển chọn diễn viên. Người mẫu Trà Ngọc Hằng chọn đồ đồng điệu với con gái Sophia khi đến sự kiện. Cô khen Godzilla X Kong, The New Empire là bộ phim tuyệt vời. Sự kiện tổ chức ngoài trời. Gió lớn làm đầm xẻ cao của Trúc Mây bị hất lên, nhưng nữ diễn viên bình tĩnh xử lý tình huống, tạo dáng chuyên nghiệp trước ống kính. Diễn viên Đoàn Thanh Tài diện xét đồ trắng đi xem phim. Diễn viên Võ Điền Gia Huy chờ đợi xem bom tấn về cuộc chiến giữa hai quái vật nổi tiếng trong văn hóa đại chúng. Diễn viên Thịnh Vinh, tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, đi cùng diễn viên Lý Hồng Ân. Rapper Virus thích thú chụp ảnh trước mô hình công và Godzilla. Mô hình Godzilla và công được làm từ chất liệu xốp, với chiều ngang 11m và chiều cao 6m, tốn khoảng 1 tháng thiết kế và thi công. Từng bộ phận của mô hình được làm riêng, vận chuyển tới khu vực ngoài trời của Landmark 81 và ghép lại. Hai nhân vật được hỗ trợ bằng đèn neon với màu hồng cho Godzilla và màu vàng với công. Bên dưới mô hình được bao phủ đất đá kèm khói nhẹ, tạo hiệu ứng chân thực như hai quái vật đang trồi lên từ dưới mặt đất. Không gian thu hút nhiều nghệ sĩ, khán giả và các gia đình có con nhỏ chụp hình. Mô hình sẽ được đặt tại đây đến hết tháng 4. Diễn viên Thanh Hương dự ra mắt phim ở đầu cầu Hà Nội. Diễn viên Bình An Bảnh Bao tuổi 31. Cặp tình nhân nổi tiếng trên mạng xã hội Ninh Anh Bùi, Tùng Dương cùng nhau đến xem phim. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.